Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ điện Minh Khoa, địa chỉ 18/3 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh lắp ráp, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, trân trọng thông báo, từ ngày 25 đến hết ngày 27 tháng 9 năm 2017, công ty tổ chức quảng bá giới thiệu và bán sản phẩm đồ điện gia dụng nhãn hiệu Kim Cương tới quý khách hàng tại đại lý Mạnh Cường 2 tại thôn Chợ Đập, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Sản phẩm dân dụng của công ty gồm hơn 130 mặt hàng khác nhau. Quý khách hàng tới tham gia mua sắm sẽ được giảm giá đặc biệt, đổi hàng cũ hư hỏng lấy hàng mới, bốc thăm trúng thưởng với đơn hàng từ hơn 500.000 đồng trở lên. Đặc biệt, đại lý Mạnh Cường 2 tổ chức giờ vàng giá sốc với các sản phẩm nhãn hiệu Kim Cương được bảo hành miễn phí 12 tháng như ấm siêu tốc chỉ với 10.000 đồng, nồi cơm điện chỉ 99.000 đồng, chảo chống dính 10.000 đồng, chương trình đổi cũ lên mới với các sản phẩm như chảo cũ, quạt điện, bếp ga. Đặc biệt, quý khách hàng khi mua sản phẩm nhãn hiệu Kim Cương sẽ được bảo hành miễn phí trong 12 tháng, đổi mới trong vòng 1 tháng. Đề nghị quý khách vui lòng giữ lại hóa đơn để tính điểm và tri ân giảm giá cho những khách hàng đã ủng hộ sản phẩm đồ điện gia dụng của công ty. Thời gian tri ân khách hàng từ ngày 25 đến hết ngày 27 tháng 9 năm 2017 tại đại lý Mạnh Cường 2, thôn Chợ Đập, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Tin vui cho quý khách hàng tại huyện Lạc Thủy, từ ngày 25 đến hết ngày 27 tháng 9 năm 2017, khi quý khách hàng tới tham quan và mua sắm các đồ điện gia dụng mang nhãn hiệu Kim Cương tại đại lý Mạnh Cường 2, địa chỉ thôn Chợ Đập, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình sẽ được hưởng những ưu đãi như đổi hàng cũ hư hỏng lấy hàng mới, bốc thăm trúng thưởng với đơn hàng từ hơn 500.000 đồng trở lên. Đặc biệt, đại lý Mạnh Cường 2 tổ chức giờ vàng giá sốc với các sản phẩm nhãn hiệu Kim Cương được bảo hành miễn phí 12 tháng như ấm siêu tốc chỉ với 10.000 đồng, nồi cơm điện chỉ 99.000 đồng, chảo chống dính 10.000 đồng, chương trình đổi cũ lên mới với các sản phẩm như chảo cũ, quạt điện, bếp ga. Đặc biệt, quý khách hàng khi mua sản phẩm nhãn hiệu Kim Cương sẽ được bảo hành miễn phí trong 12 tháng, đổi mới trong vòng 1 tháng. Đề nghị quý khách vui lòng giữ lại hóa đơn để tính điểm và tri ân giảm giá cho những khách hàng đã ủng hộ sản phẩm đồ điện gia dụng của công ty. Thời gian tri ân khách hàng từ ngày 25 đến hết ngày 27 tháng 9 năm 2017 tại đại lý Mạnh Cường 2, thôn Chợ Đập, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Công ty trách nhiệm hữu hạn cơ điện Minh Khoa, địa chỉ 18/3 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh lắp ráp, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, trân trọng thông báo, từ ngày 25 đến hết ngày 27 tháng 9 năm 2017, công ty tổ chức quảng bá giới thiệu và bán sản phẩm đồ điện gia dụng nhãn hiệu Kim Cương tới quý khách hàng tại đại lý Mạnh Cường 2 tại thôn Chợ Đập, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Sản phẩm dân dụng của công ty gồm hơn 130 mặt hàng khác nhau. Quý khách hàng tới tham gia mua sắm sẽ được giảm giá đặc biệt, đổi hàng cũ hư hỏng lấy hàng mới, bốc thăm trúng thưởng với đơn hàng từ hơn 500.000 đồng trở lên. Đặc biệt, đại lý Mạnh Cường 2 tổ chức giờ vàng giá sốc với các sản phẩm nhãn hiệu Kim Cương được bảo hành miễn phí 12 tháng như ấm siêu tốc chỉ với 10.000 đồng, nồi cơm điện chỉ 99.000 đồng, chảo chống dính 10.000 đồng, chương trình đổi cũ lên mới với các sản phẩm như chảo cũ, quạt điện, bếp ga. Đặc biệt, quý khách hàng khi mua sản phẩm nhãn hiệu Kim Cương sẽ được bảo hành miễn phí trong 12 tháng, đổi mới trong vòng 1 tháng. Đề nghị quý khách vui lòng giữ lại hóa đơn để tính điểm và tri ân giảm giá cho những khách hàng đã ủng hộ sản phẩm đồ điện gia dụng của công ty. Thời gian tri ân khách hàng từ ngày 25 đến hết ngày 27 tháng 9 năm 2017 tại đại lý Mạnh Cường 2, thôn Chợ Đập, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Tin vui cho quý khách hàng tại huyện Lạc Thủy, từ ngày 25 đến hết ngày 27 tháng 9 năm 2017, khi quý khách hàng tới tham quan và mua sắm các đồ điện gia dụng mang nhãn hiệu Kim Cương tại đại lý Mạnh Cường 2, địa chỉ thôn Chợ Đập, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình sẽ được hưởng những ưu đãi như đổi hàng cũ hư hỏng lấy hàng mới, bốc thăm trúng thưởng với đơn hàng từ hơn 500.000 đồng trở lên. Đặc biệt, đại lý Mạnh Cường 2 tổ chức giờ vàng giá sốc với các sản phẩm nhãn hiệu Kim Cương được bảo hành miễn phí 12 tháng như ấm siêu tốc chỉ với 10.000 đồng, nồi cơm điện chỉ 99.000 đồng, chảo chống dính 10.000 đồng, chương trình đổi cũ lên mới với các sản phẩm như chảo cũ, quạt điện, bếp ga. Đặc biệt, quý khách hàng khi mua sản phẩm nhãn hiệu Kim Cương sẽ được bảo hành miễn phí trong 12 tháng, đổi mới trong vòng 1 tháng. Đề nghị quý khách vui lòng giữ lại hóa đơn để tính điểm và tri ân giảm giá cho những khách hàng đã ủng hộ sản phẩm đồ điện gia dụng của công ty. Thời gian tri ân khách hàng từ ngày 25 đến hết ngày 27 tháng 9 năm 2017 tại đại lý Mạnh Cường 2, thôn Chợ Đập, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.